Sâu xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tý Sửu Chu Du. Tối nay thì Tý Sửu mời cả nhà mình sẽ đi dạo phố cùng với Tý Sửu ở trên con đường Trần Phú. Khúc này là đường Đồng Khánh ngày trước cô chú anh chị các bạn. Thì buổi tối trên con đường này rất là nhiều đồ ăn uống, cho nên là mình đi đường này mình sẽ thấy là đông vui, tấp nập người đi qua đi lại rất là nhiều. Trên con đường này thì hầu như mình nhìn thấy là 10 nhà thì sẽ có khoảng 8-9 nhà họ bán hàng rồi, chỉ có một vài nhà là họ không bán thôi. Không có kinh doanh mua bán cho cả nhà mình. Trước mặt của mình á, là mình sẽ thấy có chùa Phật học ở bên tay phải và có tượng mẹ Phật bà Quan Âm ở bên tay trái. Chúng ta sẽ đi bắt đầu từ đường Trần Phú đi qua đường Trần Đạo hướng về Cổng Chữ Y nha cả nhà mình. Cái khúc này là ngã tư giữa đường Trần Phú và đường Trần Đạo. Lâu lắm rồi Tý Sửu mới đi lại cái con đường này vào buổi tối này cô chú anh chị các bạn. Đường này hồi lúc trước khi mà mình chưa có đường quốc lộ 1A là đường Trường Chinh á, để mà các xe lớn, những cái xe chuyến Bắc Nam họ đi trên con đường tránh đó, thì đường này là trục đường chính để cho hướng đi từ miền Nam muốn đi ra miền Trung hoặc miền Bắc thì phải đi ngang qua đây. Nên bây giờ thì đã có đường Trường Chinh nằm ở trên trục quốc lộ 1A. Thì ở phía trong này bây giờ chỉ là con đường dành cho những người dân địa phương đi thôi, chứ không có những cái xe mà đi hướng xe khách đi trong này nữa cả nhà mình. Trên con đường này thì giờ này mình nhìn bên tay phải mình thấy là họ vẫn còn bán sò, bán ốc này nọ nhiều lắm. Trên đường này thì họ buôn bán thì cũng không có nhiều, có nhà thì buôn bán mà có nhà thì không. Ở đây họ có nguyên một xe khách xuống ăn bánh căn với bánh canh nè, bánh xèo nữa nè, đông quá trời luôn, nguyên một xe khách 50 chỗ. bán sò còn rất là nhiều luôn. Bây giờ là 8 giờ tối, 7 giờ rưỡi rồi, gần 8 giờ mà mình thấy hải sản hai bên đường. Những người dân họ kéo ở phía trong bờ sông đó, họ đem ra phía ngoài thì họ bán luôn. Nhiều lúc họ kéo vào buổi chiều á, nên là chiều tối họ cũng ra họ ngồi bán. Và dưới này thường nó rẻ và tươi với cả nhà mình. Đây mình xuống một chút xíu là mình sẽ tới cổng chữ Y nè. Để Xu sẽ đi vô cái đường của cổng chữ Y, đi trước, đi ngang qua trước của cái chợ Bi Đài. Ở bên phía tay trái của mình là có cái sân Hồng Lợi. Thì ngày trước cái này không phải là cái sân Hồng Lợi mà là một cái bia tưởng niệm cả nhà mình. Thì sau này không còn nữa thì biến thành cây săn Hồng Lợi như ngày hôm nay mà chúng ta nhìn thấy ở bên tay trái của đường. Ở phía trên là có một cái chợ Bi Đài. Mình thì buổi sáng mình thấy đông vui tấp nập lắm, nhưng mình không biết là buổi tối như thế nào. Thì Tý Sửu cũng mời cô chú anh chị các bạn đi tiếp tục cùng với Tý Sửu đi qua bên cái hướng bên này luôn. Đây vẫn là trục đường Trần Hưng Đạo ạ. Xe đông quá trời. Bữa trước có một bạn giới thiệu cho Tý Sửu là nó ở ngay cái góc của chợ Bi Đài, ngay chỗ công viên Đức Long đó, là buổi tối có một người bán gỏi đu đủ tai heo hay gỏi gì đó cũng ngon lắm. Thì Tý Sửu cũng muốn đi từ từ chậm chậm coi là cái hàng gỏi nằm ở đâu mà chưa có thấy. Tính ra buổi tối chỗ này thì họ cũng có nhiều cái xe bán hàng ha, đồ nướng rồi chè, trứng vịt lộn, trứng nướng, xôi, phá lấu. Cái này là bán trứng vịt lộn nhiều. Ở bên tay phải mình, cả nhà mình, thì ở đây là một cái trường cấp 2, trường Nguyễn Đình Chiểu. Thì trường này dành cho mấy bạn học sinh bổ túc học là nhiều hơn. Mình đi xuống một xíu nữa là tới chợ Bi Đài đó. Buổi sáng mình thấy là họ bán ở phía bên ngoài lề đường này là cá tươi rất là nhiều. Tại vì mình đi phía trong vô chút là mình sẽ có cái bờ kè của Đức Long á. Họ sẽ bán hải sản ở đó, rồi họ kéo hải sản lên từ đó, cho nên là chồng thì đi kéo hải sản, còn vợ thì mang ra phía ngoài này để bán. Mình đi xuống cái đường này là mình sẽ thấy tối hù hù hoặc không có gì luôn nè. Mà Tý Sửu cũng đi xuống thêm một chút xíu nữa. Đây cô chú anh chị các bạn biết là ở một vài cái trục đường đặc biệt thì mình sẽ thấy nó vắng vẻ như thế nào. Có hù luôn ha. Cái này mình đi thẳng lên tiếp nữa là mình sẽ đi qua cái con đường đi qua dốc căng đó cả nhà mình. Và hôm trước khi mà Tý Sửu đi lên trên đó, Tý Sửu thấy có một cái cột nằm ngang. Tý Sửu mới hỏi mọi người đó là cái cột, có cái cột nằm ngang á, thì Tý Sửu hôm bữa mới phát hiện ra một cái bài viết đăng và một cái hình ảnh. Thì đường này lúc trước là cái sân bay quân sự. Trên đi thẳng lên nữa là có một cái sân bay quân sự ở trên đó. Hồi lúc trước, hồi cái thời nào thì Tý Sửu không biết, nhưng mà mình đọc mình thấy là mình biết là lúc trước cái chỗ mình hỏi mấy cái cột cao cao đó là cái chỗ đó là cái cổng của sân bay. Cho nên nếu mình đi sâu vô là mình vẫn thấy những cái len đường, ngay cả nhà mình, len đường của những cái chỗ để cho sân bay đáp lên đáp xuống á. Ngày xưa á. Còn bây giờ sân bay của mình á, sân bay ở Phan Thiết mình á, thì nằm ở ngoài Thiện Nghiệp, hướng ngược lại này là hướng ra Mũi Né. Đi lên trên này cả nhà mình thấy khúc kia thì hơi tối ha, khúc này là sáng nè. Nhà người dân họ mở đèn đồ sáng sủa à. Bán tạp hóa. Khúc này là theo đạo Thiên Chúa cũng có mà theo đạo Phật cũng có cả nhà mình, tại vì Thiên Sư nhìn vô trong nhà mình thấy đa phần ở đây là của những người ở làng chài cả nhà mình. Đó, giờ tới đây là tới hù lại rồi nè. Rồi, tới đây thì tối quá rồi, cả nhà mình Tý Sửu sẽ tạm dừng máy một chút ha. Rồi cái xong cái mình đi ra cái khúc nào sáng thì Tý Sửu sẽ qua tiếp tục. Tý Sửu vòng ra ngược lại cả nhà mình, mình sẽ đi về một cái con đường dọc cái hướng của đường đi ra hướng nam của Phan Thiết. Thì mình nhìn thấy những cái xe 50 chỗ đó là xe khách của Phan Thiết mình á, thì họ có những cái nhà đón khách thì họ mới được phép chạy vô trong cái con đường Trần Hưng Đạo này cô chú anh chị các bạn. Đèn đỏ mà chạy rất là vô tư luôn ha. Đây thì Sô sẽ đi lên trên hướng con đường này để cô chú anh chị các bạn tham quan thêm một chút xíu nữa. Tối thì rất là tối luôn á, mình thấy đèn đường á chứ mà nó cũng, mình thấy cũng có nhiều xe di chuyển, nhưng mà tại vì khoảng cách giữa hai bên đường á là nó rộng quá, và nhà người dân ở hai bên thì cũng có, nhưng mà giờ này mình nhìn thấy là đa phần là họ đóng cửa ở phía trong nhà không, mà cho nên là mình đi trên con đường này mình sẽ không có thấy được cái sự sáng nhiều giống như những cái chỗ mà người ta bán hàng ăn uống. Hướng đường này là hướng đi lên Tiến Lợi này cả nhà mình, đi hướng Nova World rồi đó, là mình sẽ đi trên con đường này. Người ta hay còn gọi là trên này là suối cát ngã ba, suối cát ngã ba Tiến Lợi là đi lên trên hướng này. Mình thấy hai bên đường đó là họ cũng bán đồ ăn đó cả nhà, bán cơm nè, bán trái cây nè, rồi bán phở, bán gà quay đồ cũng nhiều á. Giống như là ở chỗ nào thì họ cũng sẽ có những cái hàng ăn uống phục vụ cho bà con của mình ở chỗ đó. Gỏi gà, cháo gà, gà nướng. Bây giờ gà nướng cũng rất là hiện đại cả nhà mình, có cái xiên ha, rồi nó có cái trục quay á, mình chỉ cần bỏ than vô rồi cái xiên đó là nó tự động nó quay. Khi nào con gà vàng là mình lấy ra mình bán thôi, chứ còn hồi xưa mà ngồi nướng lửa than hay là nướng lu gì đó, ngồi trở qua trở lại mỏi tay đổ mồ hôi hột, tại vì độ nóng của cái lò bếp than cái nó hất ngược lên mặt mình á. Con gà mà nó chín vàng thì cái mặt mình nó cũng đỏ chét lên rồi. Dạ thì đi đến đây lên một chút xíu nữa thì mình sẽ tới ngã ba suối cát, mình sẽ rẽ bên tay phải để mình đi lên Nova World. Thì Tý Sửu sẽ xin phép cả nhà mình dừng máy ở tại đây ạ. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những chương trình lần sau. Kính chúc sức khỏe cô chú anh chị các bạn ạ. Cảm ơn cả nhà mình đã xem và bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cho Tý Sửu. Xin chào và hẹn gặp lại.